Hello mọi người nhé, hôm nay mình sẽ nấu bữa cơm tối hôm nay. Sau mình sẽ nấu canh bí, mình sẽ cho một chút nước vào. Mưa lắm mình sẽ cho một tỏi. Bí này mình nấu cách không thôi, kinh tế khó khăn mình chỉ nấu không thôi. Chút mì chính nữa. Mình nấu cái sườn cơ, nhưng mà mình mãi về có việc là mình không nấu cùng cái sườn. Rồi, cái ý mình đã nấu xong, mình sẽ cho ra bát. Thiếu mỗi xương. Vậy là cái món canh bí của mình đặt đến đây là kết thúc. Giờ mình chuyển sang làm một nấu món bò xào. Hello mọi người, giờ mình sẽ làm món thứ hai, đó chính là món bò xào.
Vậy là cái món thịt bò của mình đã đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Và mình có thể ra miếng để ăn thôi. Bò xào cần tỏi, bữa cơm tối của mình cùng với là canh bí. Như vậy là món bữa cơm tối của mình làm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn làm YouTube thành công và nhớ là đừng quên đăng ký kênh cho mình. Xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào mọi người nha.